đường lên chùa Linh Ứng là ngang, bên phía dưới là biển đó, à, còn phía trên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 70 mét đó. À, nếu bạn là ở Đà Nẵng nè, đây là cô nhỏ kia nói cái gì bán đảo Sơn Trà không? Dạ. À, nhớ còn bán đảo Sơn Trà. Bạn nào chưa đi thì đi lần cho biết nha. Lên chùa đó. Đường này đường lên chùa này đó. Xung quanh mình review cảnh chùa rồi đổ mình đi vòng đây xong mình xuống tượng Quan Âm. Bữa nay là rồi chưa phải là ngày cuối tuần gì mà cũng đông dễ sợ chưa. Bé nghe mình bữa nay mình đang đứng ở chùa Linh Ứng đây, chùa Linh Ứng coi như là tiệm tượng Quan Âm mấy mét cao đứng thứ hai của Đông Nam Á. Bây giờ mình mình đi quay cảnh chùa cho các bạn coi nha. Ok, chào các bạn đi với mình nha. Rồi. Đi. Thấy không? Thấy. Ok. Quay cảnh đẹp quá. Cảnh đẹp. Cây cảnh được. Bên muốn đứng chỗ nào đứng này cảnh này. Đi xung quanh mình review cảnh chùa rồi đổ mình đi vòng đây xong mình xuống tượng Quan Âm. Đó, bữa nay là coi như chưa phải là ngày cuối tuần gì mà cũng đông dễ sợ chưa. Thấy cái đó sau lưng của ngài đây, cái chùa nằm ở sau lưng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đây. À. À. Đây là mình đợi cái chùa Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trước, giờ bắt đầu mình quay cảnh chùa xong mình xuống. À, cái chùa nè, chùa Linh Ứng là này là chùa. Giờ mình vô thắp nhang Phật cúng dường. Giờ Bồ Tát phù hộ. Đây, ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đứng đây trước chùa đây. À.
Đây là chùa Linh Ứng nè. Giờ mình bước lên mình nè, cho mình review tượng Phật trong chùa. Người trong chùa nè. Này là trong cái chùa lên đúng nè. Ngài Bồ Tát mà. Giờ mình chuẩn bị mình xuống dưới tượng bè hoặc bè. Các ngài la hát nữa, thập bát la hán, mười tám vị la hán nè, đó. Thám thủ la hán. Rồi cái gì mình xuống cổng chùa xong mình đi qua tượng ngài Quán Thế Âm. Này cổng chùa đây. Đó, mình đang đứng trong chùa nhìn ra nè. Đang đứng ở trước cổng chùa nè, trước cổng chùa nè. Đó. Đây là quay hướng về biển nè. Đó. Cái cổng chùa này dây mặt ra Biển Đông. Đó. Này bây giờ mình review cái tượng ở dưới chân tượng cho các bạn coi nè. À, ở dưới chân tượng nè. Dưới chân tượng gọi là cái chùa. Để mình vô mình thắp nhang rồi á. Đó. Giờ mình ngước lên nè.
mình ngước lên sinh tượng nè. Đó. Đây là mình, tại mình đứng gần, mình quay ở dưới cái chùa, ở dưới cái chân búp sen á. Đó. Đó là cái chùa nè. Đó, cái chùa coi như là tám ngã vô luôn nè. Giờ bắt đầu mình cũng đi vô đó, mình thắp nhang rồi mình đi. Người ta bây giờ mình đi vô tâm, giờ mình vô tâm đó mình quật cái mặt. Ngài Bồ Tát nè. À, bây giờ quay lên rồi, mình quay lên, mình quay Ngài Bồ Tát nè. Đó, ở trên chùa nhìn xuống nè, xe là thành phố Đà Nẵng nè. Đây, bây giờ mình đi vô cái chùa dưới chân tượng nè. Quay ở dưới cái chân tượng các chùa gì đó. Ở trong này cũng thờ, nhưng mà các cái đường đi lên tới đỉnh luôn á. Thấy mà. Đây là đó, ở dưới chân tượng nè.
quay. Các bạn nào đi thì biết thì thôi thì coi ủng hộ mình. Còn bạn nào chưa đi thì cố gắng đi một lần. Cái này chưa chân tượng là giờ mình vô trong. Vô trong này. Tính năm nay là cũng phải trụ à. Quay anh ôm cái trụ nè. Ôm cái coi nó. Còn trăm cái trụ gì. Anh ôm trong này nè. Tay mà nó cũng nó. Anh muốn giờ cũng nghe cái lòng mình. Cái này cũng nằm trong khu chùa Linh Ứng nè, nó đây là bảo tháp nè. Đây giờ mình qua bên bảo tháp review cho các bạn xem với mình nha. Các bạn theo chân với mình đi, mình nên mình đi hết bên tháp xá lợi của chùa Linh Ứng đó. Biết rồi, vô trước đi. Cá tượng Phật nằm đó, cái này là bảo tháp để xá lợi nè. Đó, thượng Phật nằm đây nè.
cái gì mình bắt đầu mình vô trong mình quay tiếp cho các bạn coi. Nằm nè, đó, đi, dưới cái bảo tháp mà để là coi như là tháp Xá Lợi chùa Linh Ứng Bồ Đề Sanh Trí Tuệ Hệ Trưởng. Mình lên quay ở dưới chân tháp nè. Này là dưới chân chùa cái bảo tháp này. Đó, bây giờ chùa Linh Ứng là bên này là cái bảo tháp nè. Đó, tháp Xá Lợi nè. Đó, cho nên mình quay thì review cho các bạn coi. Các bạn nào chưa đi thì tạo điều kiện cố gắng một lần đi tới cho biết. Còn bạn nào đi rồi thì đi rồi mà lâu thì nó có nhiều cái mới. Đó, mình đi lắm cho mình biết. Okay.